Quý vị vào đúng 0 giờ 00 ngày 29 tháng 9, các hệ thống cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã chính thức giao đến khách hàng những chiếc iPhone 15 series được đặt trước vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Hàng nghìn người tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vì thế đã xếp hàng vào lúc nửa đêm để sớm được sở hữu iPhone 15. Theo đó, nhiều người đã có mặt tại các đại lý như hệ thống Thế giới di động và Top Zone từ rất sớm, từ tối 28 tháng 9. Đúng 0 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9, 212 cửa hàng trên toàn quốc đã chính thức giao 5.000 chiếc iPhone 15 mới đến tay khách hàng. Có khách hàng cho biết đã có mặt ở đây từ 21 giờ 30 phút để sớm được sở hữu iPhone 15. Tại một cửa hàng của hệ thống FPT Shop, đa số hệ thống đều áp dụng nhiều chương trình giảm giá kết hợp với ngân hàng, ví điện tử, thu cũ đổi mới nên việc tính toán chi phí cần trả cuối cùng khá phức tạp, tốn thời gian. Đại diện hệ thống FPT Shop cho biết 2.000 chiếc iPhone 15 đã được giao ngay trong đêm, đem về doanh thu gần 70 tỷ đồng. Trong đợt giao máy đầu tiên, phần lớn đại lý cho biết phiên bản được ưa chuộng nhất là iPhone 15 Pro Max, đặc biệt bản 256GB và màu Titan tự nhiên. Những người không kịp đặt mua đợt đầu tiên sẽ phải chờ đến các đợt sau, có thể phải sang tháng 10 hoặc tháng 11.